lần đầu xuất hiện trên thị trường dòng sản phẩm kính hiển vi điện tử mang thương hiệu Wico ICO21MP. ICO21MP là kính hiển vi điện tử sử dụng camera cho độ phân giải cao 21MP cho ra hình ảnh chân thực, sắc nét với góc quan sát và khoảng cách làm việc rộng. Kính được sử dụng để soi các chi tiết sản phẩm, vi mạch điện tử, bề mặt da, vải và kim loại trong các nhà máy sản xuất. Ngoài ra, kính là công cụ hỗ trợ hữu ích cho các thợ chế tác kim hoàn, đá quý. Kính được trang bị một ống kính thu phóng liên tục từ 0.7 đến 4.5 lần, mang lại độ phóng đại tối đa kính từ 10 đến 180 lần, đáp ứng hết mọi nhu cầu soi phóng. Ngoài ra, kính còn được trang bị một đèn LED có thể điều chỉnh độ sáng tùy theo nhu cầu của người sử dụng. Với hai cổng kết nối HDMI và USB, kính có thể dễ dàng kết nối với màn hình máy tính, TV hoặc PC, giúp người sử dụng dễ dàng quan sát mẫu chi tiết và trực quan. Các phím chức năng được thiết kế ở phía trên cụm camera giúp người dùng dễ dàng thao tác. Sau đây, cùng Wico tiến hành soi thử bo mạch trên kính hiển vi điện tử ICO21MP. Hiện nay, Wico là đơn vị nhập khẩu và phân phối các sản phẩm kính hiển vi và kính hiển vi điện tử hàng đầu tại Việt Nam, với các sản phẩm vô cùng đa dạng, có sẵn. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn các sản phẩm phù hợp với mức giá tốt nhất.